Theo thông tư số 15 năm 2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe, biển số nền màu trắng, số màu đen, seri ký hiệu NG, màu đỏ cấp cho xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao của cơ quan đó. Trong biển số ngoại giao thông thường 43346NG06 thì ký tự 43 chỉ xe đăng ký tại Đà Nẵng. NG là viết tắt của ngoại giao, 346 là số đại diện cho nước của chủ xe này, cụ thể 346 là của Lào, 06 là số thứ tự xe. Cũng kiểu biển số như trên, nhưng nếu có thêm một gạch đỏ chận lên số đại diện của nước đó và số thứ tự của xe thì đây là xe dành cho người đứng đầu cơ quan ngoại giao, tức đại sứ hoặc tổng lãnh sự. Đại sứ là người đứng đầu cơ quan ngoại giao ở một nước, trong khi tổng lãnh sự đứng đầu cơ quan ngoại giao ở một khu vực. Các xe mang biển số ngoại giao được hưởng quyền miễn trừ, chiếu theo những quy định về miễn trừ ngoại giao theo Công ước viên 1961 mà Việt Nam tham gia và quy tắc ứng xử cụ thể trong Thông tư Liên Bộ 01 năm 1988 về xử lý vi phạm giao thông đường bộ do người nước ngoài gây ra. Theo thông tư này, những người có thân phận ngoại giao, có hộ chiếu ngoại giao, được hưởng quyền bất khả xâm phạm về thân thể, miễn trừ xét xử hình sự, dân sự và xử lý hành chính đối với các vụ vi phạm luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, họ phải tôn trọng luật lệ của Việt Nam, phải có trách nhiệm đền bù vật chất đối với các vụ tai nạn giao thông do họ gây ra. Còn xe biển số ngoại giao của các cá nhân mang thân phận ngoại giao được hưởng quyền miễn trừ không bị khám xét, trưng dụng, bắt giữ, không bị áp dụng các biện pháp xử lý khi vi phạm luật lệ giao thông. Bên cạnh đó, công ước viên quy định, trụ sở của cơ quan đại diện ngoại giao, đồ đạc và tài sản khác ở trong đó cũng như các phương tiện đi lại của cơ quan đại diện không thể bị lục soát, trưng dụng, tịch thu hoặc đem xử lý. Như vậy, từ những ưu tiên về miễn trừ này, xe ngoại giao, đặc biệt xe có vạch đỏ của đại sứ hoặc tổng lãnh sự nằm ngoài phạm vi xử lý của cảnh sát giao thông tại Việt Nam. Những người mang quốc tịch Việt Nam nếu điều khiển xe ngoại giao mang biển ngoại giao vi phạm luật giao thông thì người đó bị xử lý theo luật Việt Nam. Hiện nay biển số ngoại giao có khác về cách trình bày so với trước. Ví dụ như biển số này, nếu trước đây cách viết sẽ là 80NG49601 và gạch đỏ 49601, nhưng cách viết mới lại đổi 496 lên trước NG, tức ký hiệu nước lên trước NG, trở thành 80-496-NG-01 và gạch đỏ ở 80-496. Đây là xe của đại sứ Oman tại Việt Nam,